Hello, xin chào cả nhà ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Đây là con đường bây giờ Thu sẽ đi ra ngoài vườn Thu hoạch rau nè. Bây giờ Thu đi ngang qua một cái vườn của cái bác người Tây Ban Nha nè các bạn. Cái vườn này á, thì vào mỗi mùa đông chuyên gia trồng hành tây với tỏi thôi. Thì Thu có hỏi bác á, là cái cách nào để trồng hành tây với tỏi để củ nó bự đó. Bác nói Thu á, là chỉ cần trộn phân gà hoặc là phân dê, tại vì nhà bác có farm nuôi dê đó mấy bạn. Rồi á, mình phải đắp luống cho nó cao lên thì tỏi với lại hành tây á, củ nó sẽ bự. Bác là một trong những điển hình của cái người trồng thành công về hành tây với lại tỏi ở trong vườn của Thu mỗi năm. Thu sẽ quay một vòng cho các bạn coi cái vườn ngày hôm nay Thu sẽ đi thu hoạch nha. Đây là cái vườn của Thu nè. Hiện tại thì nó đang có mấy cái loại rau giống như thế vậy. Thu cũng đã bắt đầu trồng những cái cây cho mùa xuân rồi đó các bạn, giống như là dưa leo, dưa hấu. Thu bưu mấy cái dàn giống đó đó cho dưa leo, rồi cái đó bên đó là cho cái dàn, bên đó là cho dưa hấu đó các bạn. Thu đã bắt đầu trồng rồi. Đây nè. Bây giờ bắt đầu đi vô vườn thu hoạch thôi nè các bạn ơi. Thu đang ngó vòng vòng nè, coi là bây giờ coi là cái cây gì thì Thu sẽ thu hoạch trước nè. Đây, đang ngó vòng vòng đây. Hình như là cái đám củ cải này nó hơi bự rồi nè các bạn. Wow, Thu sẽ đi qua đây nhổ cái củ cải này nè các bạn. Đây, củ cải này bự quá nè các bạn ơi. Củ cải này mà mình mang về xong rồi mình ăn không hết, mình phơi khô, mình muối đó, chắc là ngon lắm ha. Ôi, trời ơi, đây là một củ cải thứ hai nè. Lần trước thì thu hoạch cũng nhiều củ cải rồi nhưng mà Thu mang cho hết rồi, Thu không có để dành. Hôm nay thì Thu sẽ, cái củ cải này nó hơi bự đó, thì Thu sẽ mang, với nó cũng không có đẹp nữa nên là Thu sẽ mang, Thu phơi nó hơi khô khô xong Thu ướp muối để dành, tại vì sắp tới mình sẽ không có trồng được củ cải nữa. Thu sẽ để dành để làm xá bấu đó. Xong rồi mấy bữa khi mà nó khô rồi đó, cái bắt đầu mình rửa sạch cái muối đi, mình kho với lại thịt ba chỉ cắt ra mình kho, cái bỏ ít hành vô ăn rất là ngon luôn đó mấy bạn. Đây nè, mấy cái củ cải nè, to chình ình luôn. Trời ơi, sao củ cải vườn này nó giống như là bơm chất hóa học vô sao mà nó to dữ vậy mấy bạn ơi. Đây toàn là organic không đó các bạn. Coi cái củ cải nè. Trời ơi, mang về nấu hầm xương cũng ngon ha. Mình nấu hủ tiếu đó, hủ tiếu chay hay là hủ tiếu kia, mình bỏ một ít củ cải vô nữa. Mấy cái củ cải này bự quá, phải đứng lên nó mới có thế nè mấy bạn. Trời ơi. Trời ơi, cái củ cải này coi nè, cái tướng của nó nè, cong vòng luôn, nhìn đẹp quá hả. Cho nó trồi lên mặt đất luôn đó. Coi nè, to quá trời nè mấy bạn này. Đây, được 5 củ. Bây giờ được 5 củ rồi, Thu bỏ qua đây. Rồi tí nữa Thu sẽ mang rửa. Mà công nhận cái củ cải vườn này nó to thiệt đó mấy bạn. Trời ơi, chắc quá nè. Ôi, cái củ cải này nó giống như củ sâm đó mấy bạn ơi. Trời ơi, cái củ cải này nó giống như củ sâm á các bạn. Nó có mấy cái chân luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5 nè. 6, 7, 8. Trời ơi, không biết bao nhiêu chân nữa. Nhìn đẹp quá nè. Đây, cho qua đây nha.
Ôi, củ cải vườn này nó đủ thứ hình dạng khác nhau luôn nha. Trời ơi, cái này mà mang về ngâm hầm với nước xương là ngọt lắm luôn đó mấy bạn. Củ cải vườn này nó được gọi là củ cải không lối thoát đó các bạn. Nó chỉ có mọc từ đây, nó mọc lên có một tí rễ ở dưới thôi nè các bạn. Tại vì ở dưới đây thu bọc lưới rồi đó, nên là mấy cái củ cải này nó đâu có mọc sâu được đâu. Nó cứ mọc từ đây, nó mọc xuống dưới, nó mọc từ đây, nó mọc xuống dưới như vậy nè. Xong rồi nó trồi lên thôi chứ nó đâu có xuống sâu được mấy bạn. Nên nó quéo queo vậy nè, cong vòng luôn. Nhìn nó mọng quá ha. Đây, cho nó qua đây nè. Thu nhỏ được bằng đây củ cải. Này nè, vẫn còn một đám củ cải ở đây nữa nè. Tại vì nó có một tí đất ở đây nè các bạn, có từ đây tới đây thôi à. Có từ đây tới đây đất, chưa tới một gang đất. Nó bị cái lưới này nó chặn lại đó. Để thu nhỏ cái củ cải này lên cho các bạn coi nè, nó rất là đặc biệt luôn nè. Các bạn coi nè, củ cải nè. Trời ơi, to chưa? Cái này chắc phải 1,5 kg luôn đó mấy bạn. Siêu to khổng lồ. Phơi khô nó đẹp ha các mấy bạn hả? Nó giống như là cái hình, giống như hình, gần như là cái hình hồ lô, hình không phải hình người gì á. Xong rồi nó mọc ra thêm cái gì dư dư nữa nè, nhìn hay hả mấy bạn ha. Hey, qua đây này. Bên đây to chưa này, cũng đâu có, nhưng mà không bằng. Ủa mà sao hai cái củ này nó giống nhau vậy ta, không lẽ củ đực củ cái trời. Coi nè, củ bên đây thì các bạn thấy không, nó to như vậy, xong nó có một cái nó quèo ra như vậy, xong cái củ này nó cũng to luôn nè, cái ở đây nó cũng có một cái nó quèo quèo ra vậy nè. Mấy bạn thấy nó quèo quèo không đó, nó ra đây nè. Ừ, có con giun nữa nè, đây nè, có bà giun bả nằm đây nè đó. Đây, củ đực củ cái, em đực em cái. Anh qua bên đây. Củ cải này là giống như là củ cải, người ta nói là cái gì ta, giống như là mấy cái thời cổ cổ đại á. Này nè, giống như là củ cải cổ đại nè mấy bạn. Đây, nhìn nè, đó, rạn nứt củ cải cổ đại ha. Nhưng mà em này nhìn xinh xinh dễ thương nè mấy bạn. Đây, cứ để hết qua đây đi rồi tí thu mang thu rửa. Đó, đây nữa này. Ui, củ này siêu luôn, siêu to luôn, không thua kém. Mà củ này thì sao nó lại bị nứt nứt rồi mấy bạn, chắc nó già quá hả. Cái này là gọi là củ ông già cổ đại đi, ông già 90 đi. Nằm qua đây đi, không có chỗ hết đó mấy bạn. Đây, wow, em này thì thẳng hàng nè, thon thon rồi phình ở dưới, nhìn nó cũng hay hay ha. Em này đây, em này thì gọi là quá mập, mập thù lù luôn. Vườn cải, cái củ cải này tao nói không giống ai luôn á. Tao nói đủ kiểu, đủ hình dạng luôn đó mấy bạn. Mà Thu thấy trồng củ cải với cà rốt á, trồng xong cái đất của mình nó rất là tơi xốp luôn đó mấy bạn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa, đẹp chưa, trắng nõn nè. Trời, trắng như là gọi là mấy em hoa hậu vậy đó. Củ này đẹp quá này, củ này tròn này. Bây giờ qua đây, qua đây. Còn nữa này. Sao củ cải này nó đủ hình dạng khác nhau vậy ta? Chắc là tại Thu trồng, Thu có cái tấm gì ở dưới nên là nó không có mọc được. Người ta nói là không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc quá. Bây giờ bề dọc nó không dài ra được thì nó phình ra bề ngang á hả mấy bạn ha? Nhưng mà nếu mà Thu không có làm như vậy thì mấy cái con chuột dúi á, nó cứ đến vườn Thu nó ăn hết, là kể như cái đám củ cải này Thu cũng không có luôn. Củ cải này nó còn lai củ cải màu đen nữa nè mấy bạn thấy không. Nè, nhìn cái củ này nè, thấy hay không. Rồi, coi nè, em này nó giống như là nó nằm bò trên mặt đất vậy đó. Coi nè, coi nè,
rễ thì cắm xuống dưới có một chút xíu thôi à. Ôi, bị đứt rồi nè, đứt một khúc ở đây luôn rồi nè. Đó, nhìn nè, nhìn nè, ôi cái củ này nè, quẹo quẹo dễ thương ha. Đó, nhìn hay chưa, đó. Ở đây thôi còn này, cái củ này nè. Đấy. Đây. Đó. Coi này, em này này, chắc nình nịch luôn. Này dễ thương quá à, năm sau Thu sẽ trồng tiếp ở cái vườn này. Đất nó tơi xốp dễ sợ luôn. Mấy Thu đã nhổ xong hết cái đám củ cải ở bên cái luống này rồi nè các bạn. Bây giờ thì Thu đi qua cái khu vực này, Thu thấy còn một ít cái củ cải ở bên đây nữa đó. Nên bây giờ Thu sẽ mang các bạn qua bên đây, rồi mình nhổ mấy cái củ cải bên đây luôn nha. Ở cái khu vực bên đây thì Thu có cái củ cải màu hồng mấy bạn, không phải là củ cải màu trắng nữa. Đây này, củ cải màu hồng thì nó chỉ có to giống như thế vậy thôi mấy bạn. Nó to to tròn tròn như vậy nè. Ăn rất là ngọt và rất là ngon luôn. Hôm bữa Thu ăn thử rồi đó. Hôm nay Thu nhổ hết cái củ cải này luôn. Đây này, các bạn coi này. Nó tròn quay à, nó không có giống như củ cải bên kia mà nó đủ hình dạng ha. Củ cải này tròn như là trái banh luôn đó mấy bạn. Thì nó không có được bự mấy bạn. Cũng có củ to, củ nhỏ ha. Củ này thì bé xíu à. Nhưng mà củ cải này đó, hôm bữa Thu về Thu ăn đó nha, Thu thấy nó còn ngọt hơn là cái củ cải màu trắng của mình đó. Nó ngon hơn nhiều luôn đó mấy bạn. Rồi, Thu đã được 5 cái củ cải màu hồng rồi nè mấy bạn. Đây. To nhỏ đủ loại luôn ha. 1, 2, 3, 4, 5 nè. Bây giờ Thu sẽ mang đi rửa đây. Các bạn thấy ở đây đứng rửa củ cải mà ở ngoài cái sân cỏ, ở ngoài công viên nó đẹp chưa nè các bạn. Đây nè, đó, các bạn thấy không? Nhìn lãng mạn không? Ngoài vườn của Thu các bạn thấy đẹp không? Buổi chiều mình ở đây mình có thể ngắm hoàng hôn được á. Rất là đẹp luôn á. Nãy giờ Thu và các bạn đã đi thu hoạch được bằng đây củ cải rồi, Thu rửa sạch rồi nè. Bây giờ Thu xếp vào rổ rồi mang đi về. Để coi còn cái gì Thu sẽ thu hoạch tiếp ha. Các bạn coi củ cải này nè. Hay không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7 cái chân. Cái này là gọi là củ cải may mắn đó hả mấy bạn? Nhìn đẹp ha. Giống như củ sâm á, cái này mà mình có một cái bình rượu á, cái mình bỏ nó vô á, ai biết củ cải ha, người ta tưởng là củ sâm chứ ai biết củ cải ha. Bây giờ thì Thu sẽ rủ các bạn đi nhổ cái xà lách này nè. Mấy lần thì Thu cứ nói là không biết tại sao cái xà lách của Thu nó bị như vậy. Hôm nay Thu đã phát hiện ra được rồi đó mấy bạn. Các bạn thấy nè, cái xà lách này nó bị cháy nè. Mấy bạn biết không? Hôm hai bữa giống như là hôm qua hôm kia, thời tiết ở đây nó nóng lên tới 35 độ C á các bạn, 95 độ F á, cỡ đó đó. Cái tự nhiên Thu đi ra vườn á, cái xà lách của Thu nó đang rất là ngon luôn nha, nó cháy hết. Nhưng mà cái xà lách mà cái không phải xà lách cuộn thì nó không có bị gì hết, nhưng mà xà lách cuộn nó bị mấy bạn. Tại vì giờ Thu mới biết á là cái xà lách cuộn này, cái này nè, nó rất là mỏng luôn và nó rất là dễ bị mất nước, và nó tròn như vậy đó, khi ánh nắng nó chiếu xuống một cái á là nó bị cháy hết luôn đó mấy bạn. Thì có hai ngày nắng mà Thu chưa kịp thu hoạch là cái xà lách của Thu nó bị vấn đề liền. Bởi vậy nên là bây giờ Thu biết rồi là khi mà cái mùa nóng á, ngày những cái ngày mà trời nóng á
là Thu sẽ đi thu hoạch những cái xà lách này sớm. Vậy là cái xà lách này không có trồng được mùa hè đâu mấy bạn, chỉ trồng được mùa đông thôi. Mùa hè trồng á là nó bị cháy hết luôn, nó không có ăn được đâu mấy bạn. Đó, thì nó cháy hết bằng đây nè. Bạn thấy không? Mới có 2 ngày thôi mà nó nóng kinh khủng luôn, nó nóng nó giống như mình cháy da luôn đó mấy bạn. Đây nè. 2 ngày đó Thu ra Thu tưới nước mà coi Thu nè, cháy hết luôn, Thu đeo khẩu trang luôn á. Bây giờ đi Thu sẽ đi qua bên đây còn 2 cái xà lách cuối cùng. Nếu mà Thu cứ để cái xà lách nó đẹp á, giống như Thu tỉa sẵn á mà Thu quay phim cho các bạn coi á, là các bạn sẽ không biết là cái tình trạng nó bị như thế nào. Rồi nhiều lúc các bạn trồng sai mùa đó thì các bạn lại bị cái tình trạng cái xà lách nó bị giống Thu mà các bạn không có biết như thế nào. Bây giờ Thu bị nên hôm nay Thu mới hiểu cái mệt của Thu luôn nè. Cũng được 2 cây xà lách mặc dù nó không có ngon lắm. Thu cũng được một mệt xà lách nhỏ nhỏ xinh xinh rồi nè mấy bạn. Các bạn ơi, chiều hôm nay Thu và các bạn đi thu hoạch được ít củ cải trắng với một ít cái củ cải mà màu hồng nè các bạn, với lại một ít rau xà lách này thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thu nha. Nếu các bạn thích thì xin vui lòng cho Thu một like, share cũng như subscribe cho kênh của Thu. Hẹn các bạn vào những video sau. Bye bye!